Wow, nay ngày 12 tháng 3, ngày Chủ nhật. Thế chỉ còn này ít thời gian nữa là hoa vải này là ế nhá. Hoa vải ế này. Vì hoa nhãn mà đã nở là ong là lên hết hoa nhãn. Đấy, hoa nhãn là bắt đầu nở rồi. Chỉ 7 hôm, 5 đến 7 ngày nữa là rộ mật hoa nhãn. Thì chúng ta chăm những cái đàn ong nào mà nó, chúng ta mà để trong cái vụ mật mà ong thưa quân, chăm muộn là đàn ong sẽ ít mật. Mà đã ít mật này nhộng rất nhiều, nhộng rất nhiều. Đây, như cái đàn này. Đó. Cầu ong này là đang nở mà nó đẻ kịch xà lên như thế này, là như cái cầu này là nó chỉ được 1 lạng đến 2 lạng mật, chúng ta cũng cứ phải quay. Nhưng mà riêng cầu này vào quay thì chúng ta nên để lại. Đó. Cho nó nở hết ra rồi chúng ta mới được quay. Đấy. Thế đàn ong về cái vụ mật nhãn đấy, hoa nhãn nở đấy, mà chúng ta để thưa quân là đàn ong lấy mật chậm và nuôi nhộng rất tốt, nhộng rất đẹp. Mà khi mà nhộng mà nó đã đẹp thì không có mật. Đây ong chúa đây, ông chúa đấy. Đấy, nhộng là phải như cái cầu này là đang bắt đầu nở, chúng ta chú ý. Chuẩn bị đàn ong thu mật vải nhãn là chúng ta chuẩn bị lâu lắm rồi, chuẩn bị có khi tới cách đây từ tháng, từ 40 đến 50 ngày đấy, tạo ra những đàn ong đông. Wow, đông là phải như những cái đàn này, thu mật là vừa. Như những cái đàn này mà phải có ong non nó bâu lên trên các xà cầu rồi tràn ra ngoài ván ngăn, tràn ra ngoài ván ngăn. Đấy. Đấy. Ong của tôi thì rất nhiều đàn đẹp, đàn đẹp được khoảng tầm 70-80% là ong, còn những đàn mạnh quá là phải chia. Đấy, chúng ta nhìn. Đây những đàn ong 3 giờ lên 4 xây cầu kho, là cái đàn này là hơi mát quân. Đàn này chia bắt về này, hai là cũng thành 3 này, sau này là đi là chỉnh ong là vừa. Đàn này để hở ra thế này là nó lèo vào trong nhiều hơn. Đàn này 4 cầu hôm qua chia ra bắt rồi. À, đàn này là đàn ong 3. Đấy. 3 cầu đấy, nao cho 1 cầu kho đấy. Đấy, khi lượng mật mà nó về. Đây, quân đây. Chúng ta phải để thước nha, để thước ép quân xuống. Đấy. Ong sáng rất dữ. Đấy.
Cầu này là rất ít mật, đẻ gần như là kịch xà. Đấy, hôm qua giới thiệu cái video rồi, chúng ta là phải nặng đi, 4-5 hôm nữa là chúng ta phải nặng đi. Đấy. À, cầu này nở ra là quay vào vòng 3 vòng 4 là toang hết ruột. Toang ruột ra thì cái lượng mật nó mới cao được. À, cơi mật mới phồng ra tai mèo nhưng nó vẫn chưa đổ mật, được đẫy lắm. Đấy, đang cơi phồng lên, lượng mật ít, cơ bản là nhộng nó nhiều. Phải vào vòng, tôi vòng 3, vòng 4 thì mới phá được hết ruột. Quân đông này mà rộ mật nhãn là nó chèn vào là trắng ruột luôn. Nên đàn ông chúng ta phải phải giữ đông. Đấy. Đàn này ba hôm qua nhét vào một cho lên bốn, có một cầu trắng. Đấy, đàn này ba thì xây một cầu kho, chiều nay tôi mới nhấc hết ra. Đây. Không còn hòm, hôm qua là phải đi mượn ít hòm. Ừ. Và chuẩn bị can. Can chúng tôi toàn dùng can 30 lít. Vâng, ông về sáng là nó dữ lắm. Nên là cứ mặc áo bảo hộ. Đây chúng ta xem cái đàn ông này. Quần đây. Đấy. Kiếm chưa? Đàn ông quá đông luôn. Nè. Tai mèo xây. Đàn này là thuộc hệ đàn nhất. Ván ngăn này. Đấy. Ong này vào nhãn là rất đẹp. Khi quay vòng 3, vòng 4 là phá tung hết ruột ra. Vòng 2 tôi quay rồi. Đấy. Cứ phải ong đông. Ong đông thì rất dễ xử. Chia đàn nó bay ra tao bắt lại. Ong đông mới lắm mật nhá. Đấy. Đàn ong cực đông luôn. Đàn này thuộc dạng đầu bảng. Giờ ong này mới bắt đầu đi la. Nhiều đàn đông lắm. Chứ không phải là một đâu. Đấy. Như đàn này. Đây. Nói chung là nó được khoảng tầm 7-80% ong đẹp. Ừ. Thì đàn này là
nó chia ra xong là tối hôm qua mới nhập, hôm xưa mới nhập vào. Đây các bạn nhìn đây, thế bên đây là cái cầu ông chúa này, cầu ông chúa này. Đấy. Cầu ông chúa. Còn bên kia là cầu ấy. À, đây có một cái cầu trắng. Đấy. Trắng tinh luôn. Cắm mong Chúa và giao phối. Để sau hai cái đàn này, hai đàn nhập một để đi nhãn. Đây. Đàn ba cầu chúng ta chỉ cần là mỗi đàn cầu mật thế này là ok. Đấy. Như cái đàn đông vừa rồi, bốn cầu đấy là vòng 3 vòng 4 là đánh là trắng tinh như này, vì nó đông quân nó rộ mật là nó lấy về nó ép cho ông chúa không còn chỗ đẻ nữa. Đấy, chúng ta phải chú ý thế, phải chuẩn bị các cầu trắng, cứ vòng 3 vòng 4 trở đi là toang hết ruột. Quang hết ruột. Đây, lần này là cũng rất đông quân. À, một cầu trắng đây, cầu trắng cho vào ông chúa là vẫn thấy đẻ. Ông chúa vẫn đẻ nhé. Thì những cái cầu này tạo ra cầu trắng ở những cái đàn mà nó chia đấy, chia bắt ra sang vòng khác đấy, thì mới chuyển nó sang những cái đàn này thì không phải xây nữa, không phải xây cầu kho nữa. Đấy. Chúng ta giữ ông đông mà chăm sóc tốt đấy, cách đây khoảng 45-50 ngày đấy thì là đàn ông của chúng ta, của các bạn là nắm nơi là đã quay được 3 vòng rồi. 3 vòng rồi, vì lý do là nguồn của các bạn nó rộng mà nó ít đàn. Đấy. Số lượng 100 đàn thì không bằng chúng ta để chục đàn được. Đây. Cái lượng mật thì nó chỉ được ít thôi. Chỗ này được độ khoảng 5 hàng thôi, như thế này nó cũng được khoảng tầm 4 lạng mật. 4 lạng mật. Đấy. Mà giờ ông chúa mà đẻ trứng là những ấu trùng đấy là chỉ kế cận cho sau này thôi, còn là cũng lấy mật nhãn là vô tác hiệu. Đàn ong chuẩn của miền Bắc đấy là vòng 1 ít mật, xong rồi đến vòng 2 nó đi tăng lên. Đấy, tăng lên nhé. Vòng 1 ví dụ quay mỗi cầu là chỉ được lạng rưỡi đến 2 lạng. À, thế thì vòng 2 bắt đầu nó mới tăng lên từ 2 lạng đến 3 lạng. Xong vòng 3 thì nó được khoảng tầm 3 lạng. À, đến lúc vào vòng nhãn, tuần nữa vào vòng nhãn thì nó có khả năng từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng. Vì lúc này là nhãn nó cũng chưa độ. Thế thì con ăn nhau còn phụ thuộc thời tiết nữa.
Thế thời tiết nó thuận thì chúng ta được mùa, mà nó không thuận là không được mùa. Ủng hộ kênh thì các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Giờ thì mùa mật rồi, chúng ta chỉ có thu thôi, nó cũng chẳng còn cái gì chia sẻ. Tạo cầu chứa mật rồi giải quyết cây phấn rồi ong đẻ kịch xa thì chúng ta nặng đi, những cái đấy là đơn giản. Làm sao mà đàn ong mà chúng ta nó phải đông đúng vào cái tuổi lên ong đông nhất ngay bây giờ. Đàn ong mà lúc vào vụ mật giờ là đã vào được khoảng chục ngày nay rồi. Thì chúng ta các bạn, một số bạn là đã quay được từ 1 đến 2 vòng, rất ok. Mùa màng thì chỉ còn mỗi thời tiết phù hộ nữa là chúng ta đại thu thôi. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.